Do không đồng tình với cách quản lý của ban quản trị, gần đây một số cư dân tại ba tòa ABC chung cư West Bay, khu đô thị Eco Park đã có đơn kiến nghị gửi lên chính quyền địa phương xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ban quản trị không công khai minh bạch trong cái vấn đề thu chi đấu thầu và các cái gói đấu thầu và gói cạnh tranh mua các cái bảo trì là một, và thứ hai là chi phí vào trong cái quản lý vận hành. Thế thì những cái bức xúc của người cư dân đó thì đều nhiều khi hỏi ban quản trị thì người ta trả lời không đúng trọng tâm. Theo tôi hiểu thì có cái đến 10 năm 20 năm chả cần bảo trì nhưng họ vẫn bảo trì. Bây giờ bảo trì mấy cái đường dây cái loa mà hết hơn mấy trăm triệu thì tôi thấy nó là vô lý, rất là vô lý. Tại hội nghị chung cư ngày 5 tháng 5 2024 thì cư dân đưa ra cái vấn đề có cái sự chênh lệch về kinh phí, dự toán kinh phí và cái căn cứ để đưa ra cái hạng mục bảo dưỡng này chưa có thuyết phục, thì ban quản trị tự quyết định là không đưa vào hạng mục bảo trì bảo dưỡng nữa mà không xin ý kiến hội nghị. Theo cư dân cho biết, từ sau hội nghị nhà chung cư, nhiều nội dung về tài chính và kết quả biểu quyết đã không nhận được sự đồng thuận của một bộ phận cư dân do có sự chênh lệch khá lớn khi đối chiếu số liệu dự toán kinh phí của tòa D là tòa độc lập với ba tòa ABC. Tòa D họ chỉ bảo trì phần của họ, phần chung còn lại là ABC phải bảo trì. Nghĩa là toàn bộ hệ thống còn lại là ABC phải bảo trì. Thứ nhất là về khối lượng là đã khác hẳn rồi. Thứ hai, tòa D chỉ bảo trì những hạng mục cực kỳ thiết yếu, nếu không bảo trì thì hư hỏng. Họ không bảo trì, ví dụ họ không bảo trì cửa phòng cháy chữa cháy, họ không bảo trì hệ thống tay co thủy lực hoặc là hệ thống bơm, họ cũng không bảo trì. Không thể so sánh một tòa độc lập với cả ba tòa liên thông với nhau, bởi vì riêng về chiều cao khác nhau rồi. Chưa kể các hệ thống hạ tầng, một cái khuôn viên này nó sẽ có rất nhiều các hệ thống hạ tầng nữa, nó không chỉ đơn thuần là một cái tòa nhà độc lập. Riêng tòa D chỉ 25 tầng, tòa B, tòa C là 29 tầng, tòa A 25 tầng và các cái hệ thống kỹ thuật kết nối của ba tòa đấy nữa. Trước sự việc trên thì chúng tôi cũng đã liên hệ với chính quyền địa phương là xã Phụng Công và được biết rằng là hiện nay chính quyền đã tiếp nhận những đơn thư phản ánh của cư dân ba tòa ABC, chung cư West Bay, khu đô thị Eco Park và đang trong quá trình xử lý giải quyết. Những thông tin tiếp theo chúng tôi sẽ được cập nhật trong bản tin sau. Việc mâu thuẫn giữa ban quản trị và cư dân xảy ra khá phổ biến tại các tòa chung cư. Trước những vướng mắc này, luật nhà ở 2023 được kỳ vọng sẽ giải quyết được những xung đột khi có hiệu lực. Theo đó, luật đã bổ sung sửa đổi một số quy định về sở hữu chung riêng, khai thác nguồn thu từ phần sử dụng chung nhằm khắc phục các tranh chấp khiếu kiện trong quản lý sử dụng nhà chung cư. Đồng thời nêu rõ ban quản trị phải có trách nhiệm lựa chọn ký kết hợp đồng bảo trì phần sở hữu chung và giám sát hoạt động bảo trì theo quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư. Việc bảo trì phần sở hữu chung có thể do đơn vị đang quản lý vận hành nhà chung cư hoặc đơn vị khác có năng lực bảo trì theo quy định của pháp luật về xây dựng thực hiện. Quyết định của thành viên ban quản trị nhà chung cư nếu lợi dụng quyền hạn vượt quá quyền và trách nhiệm quy định tại luật này, quy chế hoạt động của ban quản trị nhà chung cư thì không có giá trị pháp lý. Trường hợp vi phạm thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử phạt. Có một thực tế là những tranh chấp giữa cư dân và ban quản trị xảy ra khá phổ biến và thường kéo dài. Mặc dù quy định về cách thức hoạt động và giám sát ban quản trị đã được quy định rõ ràng, nhưng trong một số trường hợp, do quá trình thực hiện vấp phải sai sót dẫn đến việc có những sự hiểu nhầm hoặc mâu thuẫn với cư dân. Khi xảy ra tranh chấp thì người bảo vệ cư dân chính là Ủy ban Nhân dân phường, quận nơi có chung cư. Đồng thời, ban quản trị nhà chung cư phải thực hiện đúng nghị quyết hội nghị nhà chung cư, không được tự ý sử dụng quỹ bảo trì chung cư. Bên cạnh đó, cần có quy định về tiêu chí người tham gia ban quản trị vừa đảm bảo đủ trình độ để hiểu được nghĩa vụ và trách nhiệm, tránh tư lợi riêng. Ngoài ra cũng cần có quy chế về thù lao cho ban quản trị để họ có thể xem đây là công việc chính thức. Đặc biệt, khi tổ chức hội nghị nhà chung cư, ban quản trị phải công khai tài chính theo quy định, nếu không thực hiện sẽ có chế tài xử lý. Ngoài ra để chấm dứt tình trạng xung đột, tranh chấp, trả lại những quyền lợi đáng có cho cư dân, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng phải vào cuộc sát sao hơn, chấn chỉnh, rà soát, thắt chặt các công tác giám sát, quản lý các chung cư trên địa bàn. Cần thành lập ban quản trị thì thành lập, cần xử lý sai phạm thì xử lý, có như vậy mới có thể đảm bảo trị an xã hội.